cỏ thôi. Ngọn cọ. Ngọn cọ, ngọn cọ. Đó. Chắc lắm, cái này ăn vào chắc, khỏe. Người con gái ăn vào khỏe. Người con trai ăn vào. Ăn vào. Khỏe. Bắt ăn... đen là khỏe hết. Ăn vào là người ngủ củ thức ạ? À? Người ngủ củ thức. Đây, cái này nó chắc mà. À. Chắc khỏe, ăn vào nó khỏe hết. Nó có được như mầm riềng không? Ôi, còn hơn mầm riềng nhiều. Cái này à. À. Chắc mà. Cái này gió cấp 12 nó có đổ đâu. Thế ạ? Ồ, vậy. Chú là bản thân chú là mấy người con rồi ạ? Ở đây có hai đứa thôi. Ồ, vậy ạ? Đây không làm nhiều, vợ không cho đẻ. Để nhiều nó bảo thôi, chết cha đấy. À, làm nhiều mà vợ không cho đẻ. Cô giao đi ngủ rồi gì? Cô giao vẫn đang ngủ. Ừ. Mặc quần áo ấy không? Cháu là nãy nóng quá người bỏ rồi đấy. Thôi rồi, chủ yếu là chú quay đám cưới bên cháu thôi. Chú qua đây chú xem là ngày nay là cái lịch trình đón dâu như nào để chú quay cho nó đẹp nhất đấy mà. Mai là tầm 7:30, 7:30 là cháu đón dâu ở nhà. 7:30 là tại đây à? 7:30 là ở đâu? 6:00 là cháu đón tại đây về đi chứ. Thế tối nay là chú ngủ ở đây là hợp lý hơn đúng không? Đúng rồi, tối nay ngủ đây hợp lý hơn. Vì sáng mai là cháu lấy xe về đón dâu lên trên nhà. 6:00 là cháu đón dâu lên. Bố bảo là 8:00 là dâu vào nhà. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Đàng Á Pháo. Chúng ta tiếp tục đến với một đám cưới nữa các bạn ạ. Và Á Pháo đang có mặt từ ngày hôm trước rồi. Để chuẩn bị một cái đám cưới thì đồng bào mình sẽ có những cái khâu chuẩn bị như thế nào? Dạp, bát đũa, thực phẩm, thậm chí mời khách như thế nào? Chẳng hạn, có thể là mời qua điện thoại hoặc là thiệp cưới chẳng hạn. Đó, ý mình là như vậy. Mời các bạn đi cùng mình đám cưới ngày nay nhé các bạn nhé. Một cái bản mà ngày nay Á Pháo đến đó chính là bản của đồng bào người Dao Đỏ, địa chỉ Tân Phượng Lục Yên, Yên Bái các bạn ạ. Đường vào khá là đẹp. Trước đây nữa thì Á Pháo quay và truyền tải lên kênh cũng khá là nhiều và có một video được nhiều lượt xem. Tuy nhiên là nhiều câu hỏi ở trong video mà mình chưa trả lời, thì thay bằng cái trả lời trên live stream chẳng hạn thì mình sẽ quay lại cái video này để các bạn hiểu rõ hơn những cái chuẩn bị mọi thứ. Đây thì duy nhất đồng bào người Dao Đỏ mình thấy ở khu vực Tân Phượng Lục Yên ấy, thì người ta mới giữ được cái bản sắc và có cái đám cưới đặc sắc như vậy. Đó, và trong đám cưới thì có cả tiếng khen. Một số bạn nhận xét rằng là như kiểu là trong cái đám hiếu. Đó, một ngôi nhà ngày nay thì Á Pháo tới buổi hôm trước các bạn nhé. Khác với đồng bào người Hơ Mông các bạn, đồng bào người Dao thì cũng ở khu vực thấp thôi các bạn, và gần với nguồn nước. Và người ta chủ yếu sinh sống, cái nghề chủ yếu từ xưa đến nay đó chính là trồng lúa nước. Và cuộc sống cũng khá giả các bạn, không đến mức là khó khăn. Thế nên là đám cưới của họ cũng to lắm các bạn.
ở trong bản mà đám cưới từ 80 đến 100 mâm. Vậy là to rồi. Ngày nay, dạp. Đây là cái bữa nháp chuẩn bị thôi nha các bạn nhé. Dựng, dạp. Đó. Đây. Trước đấy thì A Pháo từng đi ghi hình thì đó là những cái ngôi nhà mà nhà sàn cơ. Nay thì ngôi nhà như này ở khu vực mình gọi là nhà đất các bạn, tức không phải là nhà gác. Và chú rể cô dâu có tên là Tiến Thành và Triệu Loan. Ngôi nhà có view siêu siêu đẹp các bạn ạ. Đó, chắc là đây là nhà của chú rể đây rồi. Các thứ đang được chuẩn bị từ hôm trước. Ồ, có cả thầy đang làm lễ đây. Chính xác là nhà chú rể đây luôn các bạn. Một vòng bên ngoài đó các bạn nhé. Xong lúc sau thì ta vào bên trong ngôi nhà và nhìn ra ngoài. Đó chính là một cái ao. Mình sẽ lướt qua những cái nghi lễ tâm linh thôi nha các bạn nhé. Thì chi tiết hơn thì vào ngày mai. Và ngày nay làm lễ trước thì mình thấy có những cái đùi con lợn. Đó, thậm chí là xương sống một con lợn rất là to đang được để trên bàn này và được thầy làm lễ các bạn. Bên trong rất là nhiều các cô gái, các chị. Xin chào ạ. Cho em xem tham gia khói lửa tí. Đó, mọi người đang nhìn thầy làm. Còn đây là bữa các đầu bếp ở bản đang chuẩn bị. Xin chào các anh ạ. Đó, rất là nhộn nhịp luôn. À, hôm nay là mình ngả bao nhiêu con lợn đấy ạ? 8 con. Thế là có hẳn 9 con. Vậy là tổng lượng thịt là nó sẽ lên bao nhiêu ạ? Vậy là em tính trung bình là 70 cân một con đi đúng không? À, hơn 400 kg con thịt lợn. Vậy như vậy là bao nhiêu mâm tất cả các anh? 130 mâm. Mà mỗi mâm là nhân 6 người các bạn ạ. Đó. Và anh ấy bảo là chưa tính bếp. Bếp hôm nay là sẽ làm trước ấy các bạn. Tức là 30 người làm bếp đúng không ạ? 30 mâm là lực lượng làm bếp, chạy bàn, nấu ăn và hậu cần. Ồ, khả năng đúng thật. Hôm nay là những người bà con hàng xóm hoặc là người nhà đến trước các bạn. Đó. Ta ăn bữa nháp vào bữa hôm trước và đến giúp làm bếp các bạn ạ. Như vậy có mổ gà không các anh? À, tối nay mới mổ gà. À, rồi ạ. Anh ấy đang chuẩn bị cái để đúc rồi các bạn. Hỏi anh một chút. Ở đây mọi người đi giúp nhau là có mang gà trông thiến đi không anh? Không. À không, không đỡ ngoài trông thiến. Gạo có mang đi theo không ạ? Không. Có. Ai nợ thì mang đi nhà gái để. À không, nhà mình ấy. Hỗ trợ nhau thôi. À không, tức là giúp nhau ấy. Ai nhận thì giúp là giúp hàng Yến thôi. À tính bằng Yến. Vậy rượu thì thế nào anh? Rượu cũng thế. Ví dụ như là mình là như thế nào với chú rể ạ? Anh chú rể. Anh họ. Ồ, vậy thì anh có người anh, người chú. Dạ vâng ạ. Ví dụ như anh là anh họ thì đã cưới rồi. Ồ, bố mẹ của chú rể trước đấy là đã đi giúp mình rồi đúng không ạ? Bây giờ là anh mang đến lại đúng không ạ? Đúng rồi. Ồ, là như kiểu nợ đồng lần đấy đúng không ạ? Như anh là mang đến, cụ thể là anh có tiết lộ được không? Mang đến bao nhiêu những thứ gì ạ? Ngày xưa nhà gia đình hỗ trợ mình con gà 2 cân. 2 cân gà trống thiến. À, một can rượu. Một sách rượu là bao nhiêu lít ạ? 20 lít. Ồ. Vậy là đều có sổ sách để ghi vào để chuyến sau lại mình lại giả đúng không ạ? Ồ. À, đó như vậy. Tức là để có cái đám cưới 130 mâm thì một mình gia chủ thì chuẩn bị hơi oải các bạn. Thế rất là nhiều tiền. Thế nên là anh em họ hàng sẽ giúp nhau. Và những cái thứ này hiện tại là các bạn nhìn thấy không? Đó chính là bát, đũa, âu. Đấy, những cái thứ như này thì có dịch vụ cho thuê các bạn nhé. Đấy, bây giờ có dịch vụ thuê, còn xưa kia phải đi mượn từng hộ gia đình mình. Ví dụ như là quạt này, bóng đèn này, đi mượn.
Đó, bên này thì các chị ở đây có thể là có trách nhiệm là sẽ ghi lại cái thứ mà người ta mang đến. Tuy nhiên A Pháo trong thời điểm này đến thì cũng khá, mình tính là sớm rồi, nhưng mà tuy nhiên là mọi người đã chuẩn bị những cái thứ này từ mấy ngày trước rồi. Rượu đây các bạn này, 1, 2, 3, 4 Ồ, 10 sách các bạn ạ. Mỗi sách này là 20 lít chẳng hạn, hoặc 40 lít chẳng hạn. Và ngoài này hậu cần nữa thì các bạn có thể thấy rằng là những cây thân cây chuối này đã được chặt ngả mà mang về. Ồ, thấy anh đang nhấc lên. Anh giới thiệu một chút cho em ạ. Đây là món gì anh? Cây chuối. Nộm đúng không ạ? Thân cây chuối nộm. Dạ dạ. Để tước ra đúng không ạ? Cái này nộm với thịt nạc cũng được này. Dạ. Tai mà tai trâu, tai lợn là tổng tử hết. Chuyến này mình có ngả trâu không ạ? Đám cưới này mình có mổ trâu không ạ? Có, một con. Mổ một con. Với lại 8 con lợn nữa. Ôi giời, khủng khiếp, ăn nhiều vậy. Bao nhiêu gà nữa ạ? 120 con gà nữa. Dạ, cháu nghĩ là này đám cưới này là to nhất bản chưa ạ? Chưa to đâu, ở đây dân tộc là cứ ăn thế thôi. Cháu tò mò một chút là mọi người đến như này ngoài góp gạo, góp rượu rồi thì bà con mình có giúp nhau tài chính nữa không ạ? Tức là ra phong bì không ạ? À có chứ, tài chính là mình phải ra chứ. Vâng ạ. Là anh em mình đi phong bì đó ha. À cũng ghi phong bì. Vâng ạ. Thế là có đến mừng đám cưới là có phong bì đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Cháu tưởng là đến ăn không của chủ nhà mai chủ nhà khóc phép. Không. Mình làm có nhiều triệu, có 500, 200, 200 rồi. Dạ. À, mặt bằng chung là 200. Vâng ạ. Như vậy như chú là cháu hỏi hơi tò mò là quan hệ như nào với chú rể ạ? Bố chú rể ạ? Đây là bố dượng. Còn là con rể đây là cháu tôi thôi. À, tức là chú là lấy em gì của mẹ chú rể đúng không ạ? Em gái của mẹ chú rể đúng không ạ? Đây là em gái của bố thằng... À lấy em cô, lấy em cô. Ừ, lấy em cô của cô bố chú rể cơ. À rồi rồi, vâng ạ. Vậy là đây là những người nhà đang đến giúp nhau đây các bạn. Đó. Vâng ơi, cảm ơn chú ạ. Đây nữa này các bạn này, rau này. Đó. Rất là nhiều luôn. Đũa đang được phơi. Và ấn tượng nhất đó chính là những cây chuối này được ngả ra hàng bè luôn các bạn. Đấy. Ô tô. Thứ nữa các bạn, đó chính là được sự chuẩn bị từ hôm trước này các bạn này. Đây là những cây cọ này các bạn này. Ngả những cây cọ. Mỗi một nõn này là một thân cây. Đó. Đó, ở trong miền Tây hoặc miền Nam của các bạn, ở khu vực miền Tây từ Bến Tre thì các bạn coi củ hũ dừa các bạn. Đây chính là củ cây cọ các bạn, ngọn cây cọ. Đó. Cái này là ngọn cỏ thôi. Ngọn cọ. Ngọn cọ, ngọn cọ. Đó. Chắc lắm, cái này ăn thôi chắc, khỏe. Người à, con gái ăn vào khỏe. Người à, con trai ăn vào ăn vào khỏe. Bắt em là khỏe hết. Ăn vào là người ngủ củ thức ạ? Ờ, người ngủ củ thức, đây, cái này nó chắc mà. À. Chắc khỏe, ăn vào nó khỏe hết. Nó có được như mầm riềng không? Ôi, còn hơn mầm riềng nhiều, cái này à. À. Chắc mà. Cái này gió cấp 12 nó có đổ đâu. Thế ạ? Ờ. Ồ, vậy. Chú là bản thân chú là mấy người con rồi ạ? Ở đây có hai đứa thôi. Ồ, vậy ạ? Đây không làm nhiều, vợ không cho đẻ nhiều nó bảo nó chết cha đấy. À, làm nhiều mà vợ không cho đẻ. Thế vợ chú đâu ạ? Ở đây đấy. Đâu, áo đỏ đây đúng không ạ? À. Chúc mừng chị, có ông chồng rất là hay. Dạ, chúc mừng cô. Dạ. Dạ? À. Con... Dạ, con gái lớn bằng đấy rồi ạ? Con gái lấy chồng chưa ạ? Lấy chồng rồi, đẻ được một đứa cún rồi. Vâng, có ông ngoại như này. Có ông ngoại này tuyệt vời quá. À. Vậy là... Vâng ạ. Rồi. Rồi các bạn có nhìn thấy là cuối khu vực của cái lán này không mà mọi người đang làm hậu cần đấy. Những cái đùi lợn này ngày mai là có thể là lễ cho những ông trưởng đoàn đi đón dâu về. Hoặc là những người làm thầy ngày hôm nay các bạn. À, dạ. Cho bên gái. Ồ, ngày mai đi lễ bên gái. Đó.
đi trả lễ các bạn, ví dụ như là ông chú này này là trưởng đoàn đi đón dâu chẳng hạn, hoặc phó đoàn đón dâu chẳng hạn, thì được một cái đùi như này đó, người ta trả công. Thường thì người ta sẽ trả công trả lễ bằng tiền mặt chẳng hạn ở khu vực các bạn, nhưng mà ở đây thì người ta trả bằng hiện vật, đó chính là thịt này các bạn. Đó là, thì như thế này người ta mổ rất là nhiều lợn luôn, một phần nữa là để giả lễ, giả công, giả ơn những người rước cô dâu về nhà trai và mọi thứ viên mãn hoàn thiện. Đấy. Và đây là những cái thứ hàng pháo ghi hình tiếp, đó chính là xôi nếp, đúng không ạ? Nãy phải bố em không? Cậu à? À, cậu rất vui tính nhỉ? Vui tính ạ. Trẻ con mà cháu trêu như này mà đẹp trai mà vui tính như anh là xứng đáng nhiều người yêu đấy. Đây các chị, tức là công việc thì cũng song song rồi, thế nên là đang ngồi lại tập trung tâm sự nói chuyện với nhau. Ngoài này tiếp tục là thịt các bạn, đó, áp chảo. Thứ nữa bên ngoài này thì mình chỉ quay xa xa thôi các bạn, đó chính là các anh ấy đang tiếp tục ngả con lợn. Lợn thì mỗi con tính trung bình lên là 70kg một con, và ngày nay thì ngả 7 đến 8 con và một con trâu nữa. Một đám cưới rất là hoành tráng luôn các bạn, củi lửa đó, bếp ga bếp củi đều có luôn. Tưng bừng chuẩn bị nướng thịt các bạn, và chiều nay bữa nháp là 30 mâm các bạn, bữa chính ngày mai 130 mâm. Chủ yếu là lực lượng nhà bếp là anh em họ hàng đến giúp nhau làm thôi, chứ không thuê. Một số nơi các bạn như ở thành phố thì nhà hàng thì đặt hết các bạn, đơn giản hơn. Còn đây thì toàn bộ người nhà sẽ giúp nhau. Và mọi người dựng một cái lán như này để mai nấu ăn, đã chuẩn bị từ trước rồi. Gà trống thiến. Đó, đây là những con gà mà anh em họ hàng đến giúp nhau. Tầm tụi ăn tầm này các bạn, 2,5 cân thiến rồi. Đó. Đây các bạn, những cái sản vật mà ngày nay thì A Pháo mới sờ đến tận thấy các bạn. Một cái củ hũ như này nó khoảng độ 2,5 đến 2,5 cân các bạn. Như ăn sống được. Ăn. Bộ trưởng bộ khoái như này là được bao nhiêu bát? Cái này được 4 bát. 4 bát. 4 đến 5 bát. 2 mâm. Nấu canh xương. Cái này ăn tươi được mà. Em biết rồi, tức là ăn sống cũng được. Ăn sống thì cũng có thể là xay các bạn nhé. Đó. Không xay đâu, cái này không xay. Xin phép. Xin phép gọi bằng anh hay chú được ạ? Anh sinh năm bao nhiêu ạ? 81 rồi. À, sinh năm 81. Cảm ơn anh bộ trưởng bộ khoái Anh tên là gì ạ? Vinh. À, anh Vinh. Rồi các bạn. Nay thì cũng gặp anh Vinh ở chỗ nhà gái luôn các bạn, mà mình theo chân nhà trai về và quay lại cái đám cưới ngày nay. Đó, chỗ anh Vinh có làm món này không? À, anh cũng ở đây này. Dạ. Không, ý em là chỗ anh làm món gì? Đảm nhiệm vai trò gì trong chiều nay? Làm món nộn này. À, anh chuẩn bị làm món nộn. Làm món nộn cây chuối này. À, rồi. Vâng. Ăn luôn này. Nhất trí. Trông nó sẽ theo dõi anh Vinh làm. Đây là phải đến 20 cây đấy nhỉ? Cái này chưa mai ăn. Trước là này quý lắm các bạn, cả người ta không dám ăn cái củ hũ như này đâu. Vì là phục vụ là để lợp các bạn. Đó. Để lợp vâng. Nhà. Lợp nhà. Ngày nay mỗi tàu lá cọ như này là 5.000 đến 7.000 các bạn nhé. 7.000 một lá như này, lá cọ này. Nếu mà để lợp ấy các bạn bán ấy, bán ra ấy. Nhưng tuy nhiên là hiện tại là người ta đã lợp bằng cái tôn như này rồi, hoặc là pro như này rồi, thế nên là cây cọ ngày nay là được ngả rất là nhiều và dường như là cũng không được chú trọng lắm nữa. Đó, thế nên là người ta chặt để làm món ăn. Đó. Đây là nếp hay là tẻ em? Xôi là phải nếp chứ ạ. Ồ, không phải đâu em nhá, xôi của đồng bào người Hơ Mông là có cả tẻ đấy. Nhưng mà ở đây thì chỉ có nếp với xôi thôi. Ồ rồi. Nếp nương hay là nếp ruộng ạ? Ở đây là nhiều ruộng. Ồ. Con để
Và trước khi một cái đám cưới này diễn ra, các bạn ở trong gia đình đã họp gia đình rồi, anh nào ở bộ phận nào thì chia ra các bạn. Ví dụ như đây là bộ phận chế biến, các anh có một cái tổ chế biến luôn. Một anh lớn tuổi hơn thì làm tổ trưởng chẳng hạn. Đó, có các chị nữa thì chuẩn bị bếp núc chẳng hạn, nguyên vật liệu chẳng hạn. Mình quay toàn cảnh một chút các bạn rồi vào cận cảnh. Đây là chính là một trong những cái món canh xương cho ngày mai, bữa chính đang chuẩn bị từ bây giờ rồi. Đó, đó chính là chân và xương sườn, xương ống các bạn, để nấu cái củ ngũ cọ đấy. Và trưa mai mới dùng, thế nên là anh cho vào tủ lạnh để trữ, và có thể là sáng mai, dạng sáng mai thì đưa ra để nấu các bạn, để kịp bữa trưa. Bữa trưa thì người ta ăn từ 10 giờ chiều, 10 giờ trưa các bạn, xin lỗi các bạn, 10 giờ trưa. Đó, bếp núc, gia vị các bạn có nhìn thấy ngày nay được dùng, đó chính là mộc nhĩ, nấm mộc nhĩ, đó, đang được thái, hành khô, hành tím. Đó. Anh ơi, đây là mình đang chuẩn bị cho gia vị cho món gì đấy ạ? Giò. Ồ, giò, giò. Rồi rồi, em hiểu rồi, món giò. Đây này, đây để mai lên nhặt bái đường. Ồ, vâng vâng, đấy. Giò là từ thịt thủ đây đúng không ạ? Ừ, bì, ba chỉ, các thứ. Rồi ạ. Đây là một nghi lễ các bạn ạ. Tuy nhiên thì A Pháo thì không hiểu đâu. Trong nữa thì có người giải thích cho thì hay quá. Là mình quay lại hình ảnh các bạn biết là cái phong tục tập quán của đồng bào mình. Người thầy vẫn đang làm lễ đây các bạn. Con cháu, anh em họ hàng trong nhà, mỗi người một bát cơm, đôi đũa, đó, nén hương. Đang ngồi như này. So với đồng bào người Nùng thì chỗ anh Mây các bạn thì mình cũng thấy là những cái thủ tục của rất là nhiều luôn. Và ngoài này thì thực sự là tấp nập các bạn. A Pháo quay một chút cái nghi lễ bên trong và quay ra ngoài một chút các bạn này. Đây thì như các anh ngày này hôm nay nói là 120 con gà. Đó. Vậy thì đang được xử lý tại đây các bạn. Mình quay toàn cảnh thôi, không quay cận cảnh mấy cái cảnh giết mổ này các bạn. Nó vi phạm chính sách của YouTube. Đó. Một nồi nước đun ở đây. Đó. Để làm lông các bạn ạ. Những cái thân cây hiện tại là đang được các anh chị bổ ra các bạn để làm nẹp giò. Đó, bên cạnh thì các bạn có thể thấy là những con gà đang được rúng nước sôi để làm lông các bạn. Sau khi được làm lông, gà được mang ra đây, rất là tấp nập luôn. Đó, nhổ lông, mỗi người một việc các bạn, hối hả để ngày mai bữa cỗ trên là 130 bơ. Đối với một số gia đình đồng bào các bạn, để một cái đám cưới như này người ta phải đi vay các bạn, đi vay. Và sau khi là tiền mừng cưới xong chăng nữa là người ta hoạch toán kinh tế lên, như vậy là có đủ hay không chẳng hạn. Ví dụ như anh chủ nhà vừa nãy thì mình cũng đã gặp nói chuyện một chút các bạn. Bữa trước thì anh đã đi giúp rất là nhiều những hộ gia đình rồi. Và ngày nay thì mọi người đến giả lễ lại các bạn. Nợ đồng lần mà, ngày nay thì mỗi người mang rượu, mang gà đến giả lễ lại.
thì anh cũng không phải vay đâu các bạn, cứ thế mà làm mâm cơm mời khách thôi. Thực sự là quá đông luôn, để ban máy một lượt các bạn xem. Bên này đó, một phần là rất là nhiều gà luôn cho vào sọt các bạn ạ. Vào sọt là kia để làm lông, và sọt kia khi đã nhổ lông xong rồi, và bây giờ là khênh ra suối các bạn để làm. Suối để ngay bên dưới này thôi. Đó. Quay lại với Bộ trưởng Bộ Khoái Um các bạn, nãy vừa tự phong tự sơn rồi. Mà món này là chính là nõn chuối thái ra và nộm các bạn ạ. Gia vị thì dường như là mình thấy đã đủ rồi. Anh ơi, không thấy tươi như lúc này nữa nhỉ? Không, ý em là bây giờ thấy anh không thấy tươi như lúc nãy nữa. Đấy. Và đi cùng này các bạn này, lạc rang hay gọi là đậu phộng đấy các bạn, giã ra rồi, mùi tàu thái ra. Thứ nữa là chúng ta sẽ là nước cốt chanh các bạn. Nếu như mà cho thêm một tí thịt nữa đúng không ạ? Có thêm, có cho thịt không anh? Không cho cũng được, cho cũng được. Vâng ạ. Thịt luộc cho thịt quay chỉ ấy. Ồ, rồi. Hai sake luôn. Đúng rồi. Các bạn thấy những cái phần chân con lợn này các bạn, dường như nó sẽ là 1/6 của con lợn luôn đấy các bạn. Mà ngày nay thì đang được các anh cho vào tải. Một phần sẽ ngày mai là sẽ là cho có mặt trong cái lễ đón dâu. Đó, một phần thì sẽ là để giả công giả lễ cho những người trong đoàn đón dâu hoặc những người làm thầy. Đó, ngày mai thì sẽ có cái đội kèn trống nữa các bạn ạ. Cho nên là những cái này là sẽ là trả lễ cho những người đến làm. Chia còng lợn đúng không? Ta sẽ nói là chia còng lợn. Món này thì sẽ được giải rượu. Ăn rất là mát các bạn ạ. Ăn mẻ luôn đấy. Mà đây là thân cây chuối rừng các bạn nhé, chứ không phải là chuối nhà đâu, chuối rừng luôn. Mình vừa quay ẩm thực vừa quay luôn cái phần lễ các bạn, đó chính là chia còng lợn. Đấy, còng lợn này là có thêm một chai rượu nữa các bạn ạ. Ngày nay thì cái phong tục chia còng lợn các bạn, cái chia còng lợn này thì từ bữa trước thì người ta đã dự liệu đó là trong đoàn đón dâu hoặc là trong ngày nay chủ chốt trong đám cưới này có những người nào, những vị nào là quan trọng, người ta đã chuẩn bị hết rồi các bạn. Thế nên là mới có cái gọi là ngả một con trâu và rất là nhiều lợn. Đó, chính là như vậy. Thế là cái còng lợn này là bây giờ là cho họ luôn hay là ngày mai? Bây giờ cho luôn. Ô. Người nào mình giờ làm như họ hàng của mình ấy. Vâng. Như này em nghĩ rằng là gọi là lĩnh lương trước xong mới làm việc sau ấy nhỉ? Ờ đúng rồi. Đấy. Không để đến ngày mai nó thối ra thì thôi. Ồ. Thường thì người tài của em cũng có anh ạ. Nhưng mà sau khi đón dâu xong rồi thì người ta mới mới biếu mới cho như này. Đó. Đấy cũng có. Thì phải ngày mai làm được con khác. À mai làm được con khác. Tổng cộng ngày nay đám cưới ngày nay là bao nhiêu cái còng lợn như vậy? Hôm nay ở nhà này là nó này luôn rồi. Nó cuốn bỏ nó phải là 6 con. 6 con tức là nhân 4 lên. Không, hết 6 đùi. 6 đùi. Đâu 6 đùi là 6 đùi đâu, em thấy nhiều mà. Cái này á? Vâng ạ. Nó tính 4 bếp. 4 bếp là 4 trường. 4 trường bếp.
4 trường bếp. Mỗi tổ 4 bếp, 4 cái. 4 tổ đúng không? Thời kèn 1 cái. Thầy thời kèn. Thầy cúng 1 cái. Rồi. Bố mẹ bên nhà gái 1 cái. Vậy là 7 rồi. Và cộng với thằng ông bà của nhà gái kia 1 cái. À là 8. Nó phải tầm ít nhất nó phải 9 đến 10 cái đấy. 9 đến 10 cái còng lợn. Vâng, nó còn ví dụ bố mẹ nuôi các thứ nữa. Vâng. Xong là bố bạn rồi các thứ nữa. Vâng. Vậy thì em hiểu rồi tại sao lại mổ nhiều lợn như vậy. Đúng rồi. Tức là các bạn có nhớ không? Bữa rồi thì mình quay một cái đám ma khô của đồng bào người Nùng thì người ta cũng đều có còng lợn như vậy. Tuy nhiên thì đồng bào người Nùng thì người ta mang con lợn đến nhà con tin buồn ấy nhé các bạn nhé. Thì người ta mổ và để lại cho gia chủ một nửa chẳng hạn, mình mang về một nửa chẳng hạn. Thì đồng bào người Dao đỏ ở Tân Phượng thì lại khác các bạn. Chủ nhà đó mổ lợn và chia còng lợn cho những người giúp mình những vị trí quan trọng đó. Thay vì phong bì cảm ơn tiền chẳng hạn thì người ta chia nhau còng lợn, một cái hình thức rất là hay các bạn. Không muốn cả. Em tổ ạ. Em đặt tay đây rồi. Nè. Nè, ta làm tháo nó sâu quá. Mày bấm tổ ạ. Ơn tòa. Giờ có gì à? Tháo tu kéo ạ. Có ơn tổ mày, có khâu tùm nào. Có mày mày ạ. Có tùm nào có thì có hồi từ từ sáng sáng. Xuống sạch cha. Có cả khâu tùm nào. Có thì có thui miền nhận tháng khé đúng không, hiểu mà tụm não có khâu tụm não gì à, hít dẫn thật tụp con mua giờ con này phát ha mua gì mua khỏe mãi mãi tu cào tòng an con tỏ mày thì tỏ tin lai duẩn có hỏi khâu tụm não này thì tỏ thì tỏ lai duẩn này. Đây là anh chủ nhà các bạn, có con này là đám cưới luôn đấy, một cái lễ mà anh ấy cảm ơn. Có này không tỏ hàng cái chắc cái này bây giờ đấy khoảng độ 20-25 cân mấy tu thật tự tiêu ấm tờ ra hàng đổ hoài buồn hay mà tỏ ăn à. Trong túi đây là có một đùi lợn. Có rượu với là đùi lợn. Rồi, anh vừa nói lúc đấy là cảm ơn chị à? Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn chị là anh vợ đấy, anh vợ là hộ thổi kèn. À. Đón bên sinh cha nó về nhà trai. Ồ. Đón nhà gái. Ngày mai đấy chị ạ. Ngày mai. Hôm nay là tạ ơn là ngày mai nó hộ mình là đón dâu ấy. Ồ rồi. Ừ, mai là đón dâu. Bây giờ đưa rồi, bây giờ tức là tủ tiếc mà mình bây giờ thầy buổi này mình không có đủ lạnh các thứ là mình cho về trước. Dạ dạ dạ. Ừ, tức là cho về trước xong là mình để thịt các thứ về nó mới tươi. Dạ vâng. Đấy thì em chưa kịp hỏi anh là sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh 1984. Ồ, vậy là 84. Vâng. Con của anh là bao nhiêu ạ? 203. Rồi, cảm ơn anh. Đó. Về, đây mua peo. Đấy. Đấy, lấy mình cất các bạn ạ. Cảm ơn anh. Hôm nay ghi được cái cảnh mà còng lợn, một cái còng lợn, một cái đùi lợn các bạn ạ. Đấy, chủ nhà cảm ơn mọi người đến hộ. Làm món là đặc sản Tây Bắc thôi, tiết canh thôi. Tiếp theo nữa là những cái món trong ngày hôm nay các bạn ạ. Đó chính là tiết canh. Các anh đang làm đây rồi. Mà các bạn có nhìn thấy không? Chủ yếu là nam giới làm những cái món nhậu thôi. Nữ giới làm món nhẹ nhẹ hơn. Mình quay video này hôm nay là hơi lâu các bạn nhé. Thời lượng là hơi lâu đấy. Nhân tiết canh. Nhân tiết canh là bao gồm những cái gì anh? Xả này. Phổi cuống họng đây các anh, như anh vừa nói xong, xả, cuống họng, phổi, hạt dổi, mì chính rang lên đúng không, để nguội xong chúng ta sẽ đánh đúng không, gia vị. Món tiếp theo các bạn đó chính là lòng lợn này, được nhắc ra nóng hôi hổi luôn. Tiết canh các bạn, anh ấy đang lành ấy. Anh ấy dường như là cực kỳ giỏi nấu ăn luôn đấy các bạn. Đó.
Hai tiết. À, hai nước một tiết chứ anh nhỉ? Đó, anh ước chừng như vậy. Anh này là chuẩn đi làm công việc đấy các bạn ạ. À. Các bạn nhìn thấy bên bên hông của anh ấy không? Có một bao dao nữa. Đó. Bình thường mọi người sẽ nhìn vào là xăm trổ là một cái gì đấy rất là ghê gớm các bạn nhé. Mình thấy anh này cần cù chịu khó làm từ trưa đến giờ. Đó. Đó, đây là lòng lợn các bạn ạ. Mọi người cứ nhận xét là xăm trổ là ghê gớm, là thế này thế kia. Không biết là anh có vợ chưa ạ? À rồi. Đây. Lòng tuyệt vời đây các bạn. Vừa luộc xong nóng hôi hổi. Và tầm này thì thái mới ngon này các bạn này. Và có một cái mẹo các bạn rất là hay các bạn nhé. Còn nếu mà ngày mai là tiệc chính, tuy nhiên thì bữa nháp ngày hôm nay ấy, thì có những mâm mà để cho những vị khách ở xa hoặc là ngày mai người ta bận không đến được thì người ta sẽ đến bữa nháp ngày nay. Thì ngày nay bữa nháp thì có long lợn thức canh thôi các bạn ạ. Bữa chính ngày mai thì chắc chắn sẽ không có rồi, đúng không anh? Mấy anh này lại trêu anh kia rồi. Thì anh ấy đã tím mặt rồi. Đúng không? Ngày mai không có thức canh đúng không anh? Không có đâu. Có không anh? À, tôi à. Mai có lòng trâu. À, không, ngày mai có thiết canh không? Dạ không. Không có gì. Mà chắc chắn sẽ có đúng không? Dạ. Đấy. Bữa nay mới có rồi, ngày mai là không có các bạn ạ. Đấy. Mai kiểu gì cũng... sẽ có. À. 130 mâm cho trưa ngày mai và 30 mâm cho chiều ngày nay các bạn. À, mình nghĩ rằng là món lòng này thì sẽ cho chiều nay thôi. Và những cái món chính cho ngày mai thì các anh cũng đang hối hả làm. Các bộ phận đang làm đấy các bạn. Đó chính là giò, đó, mục nhĩ, các thứ rau thơm, hồ tiêu, hạt dổi được trộn với nhau vào trong một cái chậu to như này các bạn ạ. Đó. Thì sẽ được gọi bó giò các bạn, bó như bó giò. Các bạn nghe đây. Cái... đó. Một là gia vị đâu, mỗi chậu một khai trứng cơ. Ừ. Một cái là giò xào các bạn nhé. Đây là giò xào đúng không anh? Ồ, rồi. Một cái là giò luộc các bạn ạ. Đó. Và được gói trong những cái lá chuối như này. Mình quay lại một cái công đoạn bó giò các bạn nhé. Đó, bên trong là lớp chuối, bên ngoài là một lớp tải như vậy. Đấy, anh cuốn vào. Ấy, vẫn là cái bác xăm trổ lúc nãy các bạn ạ. À, sau khi bó xong vào xong thì cuốn xong thì sẽ lạt vào như này các bạn. Đó, chủ yếu là lạt, phải dùng lạt dẻo các bạn nhé, lạt rang các bạn ạ. Ồ, sau khi bó xong như này các bạn đã luộc mấy tiếng ạ? 3 tiếng. Luộc 3 tiếng. Vậy thì các anh làm bếp này tối nay không ngủ mất nhỉ? À, thay nhau đúng không? Mấy được đùi đấy, được đùi phải canh à? Ây à, căng nhé. À, bây giờ đu đu phải canh. Rồi, rõ. Xong là lúc sau mới ép giò đúng không ạ? Xong là tầm khoảng 7 rưỡi 8 giờ rạng sáng ngày mai xong là mới thái cái chỗ này lên mâm đúng không? Đó. Và ngày nay giò của chúng ta đây. Một quanh giò. Toàn bộ bà con những cái thứ mà mời khách ngày mai các bạn đều là làm thủ công hết. Tức là tự nấu, tự sản, tự tiêu các bạn ạ. Có chăng chăng nữa thì hoa quả ngày mai thì sẽ là mua ở ngoài chợ. Hôm nay các bạn có thể nhìn thấy cái đám cưới mà pháo quay khâu chuẩn bị của đám cưới người Dao Đỏ. Tuy nhiên thì trang phục các chị ngày nay là trang phục mặc rất là bình thường, dân dã các bạn nhé. Ngày mai khả năng là mới sặc sỡ trong những cái bộ váy áo của đồng bào người Dao Đỏ các bạn.
đúng không chị? Ngày mai có mặc không ạ? Hay là như mặc như này ạ? À rồi, ngày mai phải mặc quần áo váy của đồng bào mình, đồng bào dân tộc người Dao đỏ nhỉ. Vâng. Mai các bạn có thể xem cái sự sặc sỡ, đẹp, lung linh luôn. Đấy, nhìn như hai người khác nhau luôn các bạn. Ngày hôm nay là làm bếp nha các bạn nhé, như đầu bếp như này. Ngày mai sẽ như là một trong những người như thiếu nữ, như cô tiên luôn đấy các bạn, ý mình vậy. Đó, lên mâm. Đây, em hỏi tí, ví dụ như là thời điểm chị lấy chồng là năm bao nhiêu tuổi? Hỏi chị nào ạ? À, đây chị Mickey nè. 23 tuổi chị mới lấy chồng. Anh già chú lấy trong bản này dường như có lãi hế ấy nhỉ. Đấy. Thôi vậy là đám cưới là chị về làm dâu ở đây đúng không? Ồ, thế chị là người dân đâu ạ? Bảo Yên. Ồ, như vậy là chị là dân tộc gì ạ? Ồ, cũng là người Dao. Xuân Hòa là chị. Ồ, tại vì là chỉ có Xuân Hòa mới có người Dao. Dao đỏ, ý em là vậy. Vậy đám cưới của chị thì thời điểm đấy anh đón chị thì cái sinh lễ có nhiều không chị? Bao nhiêu đùi lợn ạ? Bên nhà gái ít thôi, cái này chủ yếu là cho bên nhà trai họ làm bếp thôi. Dạ. Nhà gái thì ít thôi, bên nhà trai lại mất nhiều. Ồ, vậy thời điểm đấy là đón dâu là cái đường nó cũng khó lắm ấy nhỉ? Khó, đường đi đường cóc khó lắm. Ừ, đấy, thời điểm đấy đường chưa làm. Đấy. Bây giờ chị mấy cháu rồi chị? Hai ạ. Ờ, cũng chuẩn bị lên bà ngoại chưa? Ồ, vậy vậy. Dạ. Tranh thủ nói chuyện với chị một chút các bạn. Chờ, giờ thì chờ lên mâm thôi. Á Pháo đã truyền tải hết ngày hôm nay không khí, chuẩn bị mọi thứ. Đó, anh em thì hiện tại đang ngồi. Đấy. Chủ nhà thì liên tục ra để đốc thúc các bạn. Nhìn, quan sát, lo lắng. Ngày mai là xem là làm thế nào mọi người đến gọi là dự đám cưới ăn cỗ nhà mình thực sự là hài lòng nhất các bạn ạ. Rồi các bạn tấp nập từ trưa tới giờ và 30 mâm ăn nháp bữa trước chuẩn bị đám cưới ngày mai của chú rể Tiến Thanh và cô dâu Triệu Loan các bạn ạ. Và 130 mâm thì vào trưa mai ngày 12 tháng 11. Nay thì A Pháo đến quay một cái bữa trước, những khâu chuẩn bị trước như vậy. Đó, hôm nay chủ yếu là gia đình thôi, khách mời cũng có các bạn ạ. Và một mâm cơm để làm chính thức chưa nào. Mâm cơm chính thức lên mâm ngày hôm nay. Đó, là như vậy. Đó, A Pháo sẽ ngồi ăn một chút nữa các bạn nhé. Và nghỉ ngơi. À, rạng sáng ngày mai tầm khoảng 3 giờ rưỡi 4 giờ thì đã có sự chuẩn bị ở tại nhà trai để đi đón dâu các bạn. Đó, đón dâu là một, thứ hai là những cái bài trí trang trí như kiểu khánh tiết đấy các bạn. Cô dâu thì ngày mai sẽ khoảng độ 8 giờ sáng thì sẽ vào nhà trai. Đó, A Pháo sẽ dừng ở đây các bạn, dừng video ở đây vì nó quá dài rồi. Ăn uống một chút hình ảnh nữa rồi mình kết thúc video các bạn nhé.
cái quyền như tu con mà những hai ta thiên con bà ó mày cứ ta thiên con bà và tu và mến cảm dòm cô á lùng rồi á ta khâu mùa lai quá á dê cái tiếng đây nha dê bên sau là ô mày hi này dê cuốn miền nha tam quân em dốc phải nhúng lâm phụ nha mày hi ấn tuồng miền nhà mai mày tao dám khâu chứ này thôi đai nhá mà ha tam với con sâu với hi he he này nha này ha chẳng luôn ô này khâu mùa lùng rồi hoa tiêu dẻo nãy cái xe đó là con nó tao dạ khâu nhưng mà hộp á lè thì hộp á lè năm quân nhà hàng ó hàng có hàng có thiếu tan ô cái này là gì á thì làm lại đấy cái này phải làm lại tí nữa phải không cái này ai được chân giỏ lợn mới được uống thôi đó anh đi em này nói các bạn với cơm gia đình nhà anh Thanh các bạn tối nay các anh phân cua như nào? Anh nào từ bây giờ đến 3 giờ? Đúng hết à? Có mỗi cái đội này là 3 giờ bắt đầu chiến đấu. Các bạn chú ơi, ngon lắm. Đội ông là đội anh là thành công đầu tiên. Dạ dạ. Chú làm cái này không chú? Anh. Quá. Tay đưa tay đây nào, mai bên nào bắn tay. Không, cái này không mang lên được. Đây là cái gì ạ? Không có một tay, một tay. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Rất là tuyệt vời. Vậy cá nó dạo như hai dân kiểu đi dân kiểu ngó này. Cái quạt này bật đâu nhỉ? Không đủ đâu. Chú ơi, con mời chú với các anh ra cùng vào một chén rượu. Mời nha. Hả? Mùa đã ngon rồi, được mùa với anh đặc sản nữa. Tôi thường với chị em là chị em đặc sản này. Anh cũng là đặc sản rồi. Đấy đặc sản này.